Ba vị cao tăng chứng minh Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh là có thật. Trong Kinh Pháp Hoa có đoạn nói rằng tất cả chúng sinh đang gặp phiền não đều có thể được giải thoát bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đó, Ngài sẽ nghe được tiếng nói của mọi người để kịp thời cứu độ chúng sinh. Nhiều Phật tử khi mới bước vào Phật môn, phần lớn đều là vì có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ xưa đến nay, rất nhiều nhà sư, cao tăng, đại đức và người mộ đạo đã nhận được thiện căn vì cung kính, lễ bái thánh thần và thành tâm niệm Quán Thế Âm. Hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện cảm ứng giữa ba vị cao tăng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Hư Vân Lão Hòa Thượng. Đầu tiên là câu chuyện về Lão Hòa Thượng Hư Vân cầu mong sự giúp đỡ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, Hòa Thượng Hư Vân đã thỉnh một bức tượng Phật nằm bằng ngọc trắng nặng hơn 500kg từ Myanmar. Ông dự định chuyển bức tượng Phật này đến núi Kê Túc ở Vân Nam. Vì khoảng cách quá xa và tượng Phật nằm quá nặng, trên đường đi qua núi Kê Túc, ông đã thuê 16 người đàn ông trung niên lực lưỡng cùng vận chuyển. Trước khi lên đường, Hòa Thượng Hư Vân đã ký thỏa thuận với họ và thanh toán trước một nửa chi phí. Sau khi đưa được tượng Phật nằm lên chùa trên núi, ông sẽ thanh toán phần còn lại. Không ngờ khi đi được nửa đường, 16 người đàn ông này đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, ánh mắt lộ vẻ xấu xa. Chúng không những đặt tượng Phật ngọc xuống đất mà còn cầm chặt thanh gỗ dùng để khiêng Phật, vây quanh Lão Hòa Thượng Hư Vân và gọi ông là kẻ lừa đảo. Tượng Phật nằm quá nặng đối với họ, số tiền cũng không đáng nên họ không nhận công việc này nữa, trừ khi được trả thêm tiền. Lúc ấy ông hiểu ngay rằng những người này đang nhắm đến số tiền trong tay ông. Thế là trong lòng ông lập tức khẩn cầu sự giúp đỡ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy bên cạnh có một tảng đá lớn. Ông thầm nghĩ, nếu nhấc được tảng đá lên thì những người này sẽ sợ hãi, ông cũng có thể vượt qua được kiếp nạn. Trong giờ phút sinh tử, khi đang cùng họ tranh luận, Lão Hòa Thượng Hư Vân cúi xuống, đưa tay nhấc tảng đá lớn ở bên đường. Khi vừa đưa tay ôm tảng đá, ông thì thầm cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, xin người đại từ đại bi mau đến cứu khổ cứu nạn cho mình. Đồng thời cũng nhìn bức tượng Phật đặt nằm dưới đất mà thầm cầu nguyện Đức Phật mau hiển linh. Nếu không, bọn hung ác này không những sát hại tính mạng của ông mà cả chân dung của Ngài cũng sẽ bị chúng bỏ rơi nơi núi rừng hoang vu, mặc cho nắng gió mưa bão. Kết quả là vào thời khắc quan trọng, Lão Hòa Thượng Hư Vân đã có thể nhẹ nhàng nhấc tảng đá nặng gấp 3 gấp 4 lần tượng Phật nằm này lên một cách dễ dàng. Hành động ấy ngay lập tức khiến tất cả bọn côn đồ khiếp sợ. Lão Hòa Thượng Hư Vân giả vờ rất tức giận, mắng bọn chúng. Ông nói rằng họ thật ghê tởm vì nghĩ rằng lần này ông ấy chắc chắn đã mang theo rất nhiều tiền để đưa tượng Phật về từ Myanmar, nên mới có ý đồ xấu ở ngọn núi hoang này. Dù ông là một nhà sư nhưng cũng có những khả năng phi thường, chỉ là ông đã che giấu pháp thuật của mình. Nếu ra tay với một hòa thượng để cướp của thì liệu những kẻ ác nhân có giữ nổi mạng của mình hay không? Mặc dù họ lấy cớ không đủ tiền vận chuyển để thực hiện hành động gian ác, nhưng khi Lão Hòa Thượng Hư Vân đi theo họ trên đường, ông đã quan sát thấy âm mưu này và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiếp theo đó, Hòa Thượng Hư Vân lại hỏi đám người hung ác rằng liệu tượng Phật nằm có nặng hơn hòn đá lớn mà ông đang cầm trên tay không? Bức tượng này chỉ nặng không quá 500kg, nhưng tảng đá này cũng lớn gấp 3 lần tượng Phật. Nếu như họ cảm thấy nó quá nặng thì có thể tìm đường quay về. Một mình ông cũng có thể đưa tượng Phật đến nơi mà không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu họ còn có dã tâm muốn giết người cướp của thì không ai có đủ tư cách. Bởi một mình ông cũng có thể nhấc được tảng đá này lên, huống chi là tượng Phật nằm. Nếu kẻ nào dám mưu đồ ám hại, ông sẽ không khách khí mời hắn nếm thử mùi vị của tảng đá lớn. Nhưng cửa Phật từ bi, nếu những người hung ác này cần mạng, còn muốn làm người, không muốn bị đọa thành quỷ sau khi mất, thì hãy chân thành đưa tượng Phật về. 16 tên thanh niên hung hãn lực lưỡng vội vàng quỳ gối đi bằng hai chân tới trước mặt Lão Hòa Thượng, không ngừng dập đầu van xin tha thứ. Chúng luôn miệng nói rằng mình ngu dốt không biết gì, vừa rồi chỉ là đùa giỡn với Lão Hòa Thượng. Tất cả đều cầu xin ông rộng lòng tha thứ và đảm bảo sẽ đưa tượng Phật đến chùa của ông mà không cần tăng thêm tiền.
Thấy tình hình đã ổn, Hòa Thượng Hư Vân nhẹ nhàng đặt tảng đá đang cầm trên tay xuống, nở một nụ cười hiền lành nhân hậu để an ủi họ. Biết nhận ra sai lầm của mình có thể làm cho mọi việc tốt đẹp hơn. Đây gọi là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Sau bài học này, 16 tên đàn ông hung ác, không ai dám có bất cứ ác niệm nào suốt dọc đường. Chúng ngoan ngoãn đưa tượng Phật về chùa rồi xuống núi, sau khi lãnh nửa số tiền còn lại, giống như thỏa thuận ban đầu. Thực ra trong vô số câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát đã và đang bảo vệ những người thành tâm hướng Phật, thì chuyện của Hòa Thượng Hư Vân không phải là một ví dụ duy nhất. Đại sư Đàm Hư. Vào mùa đông năm 1948, Đại sư Đàm Hư lúc đó đã 70 tuổi, bắt đầu khởi hành từ thành phố Trường Xuân cùng với 5 vị hòa thượng khác. Họ liên tục di chuyển trong hơn 10 ngày, vượt qua quãng đường hơn 600 dặm tới thành phố Thẩm Dương. Khi đi qua một nơi gọi là Thái Dương Câu thì trời đã tối. Lúc này gió bắc bắt đầu thổi mạnh và thời tiết cực kỳ lạnh giá, nhưng họ lại không tìm được chỗ ở. Một gia đình ở đây nói rằng cảnh sát địa phương có lệnh nghiêm ngặt không cho người ngoài vào nhà. Những nhà sư cuối cùng chỉ có thể ở trong một cái chuồng nuôi heo của gia đình này mà không có bất cứ thứ gì để che mưa che gió. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy đói, khát và lạnh. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Qua một lúc sau, thấy sư phụ đã già, thậm chí miệng ông đã trở nên khô khốc, nứt nẻ, nên hai nhà sư không còn cách nào khác là phải gõ cửa làm phiền gia đình một lần nữa. Tuy nhiên lần này, có một bà lão với dáng vẻ thanh tao nhã nhặn, dắt theo một đứa trẻ con ở tuổi thiếu niên đi ra. Họ bày tỏ mong muốn xin một ít nước cho sư phụ. Kết quả bà lão này rất hào phóng, cho họ rất nhiều nước. Mọi người cuối cùng cũng có thể qua đêm an toàn tại đây. Hôm sau các nhà sư đã đến để cảm ơn bà cụ, thì không còn thấy bóng dáng bà lão và đứa trẻ ở nhà nữa. Trong nhà chỉ có một lão nông, một lão bà dáng người thấp bé, sống cùng con dâu và đứa cháu 3 tuổi. Khi được hỏi thăm về bà lão và đứa trẻ, thì những người trong nhà này đều không biết. Lúc đó các nhà sư bỗng dưng ngộ ra rằng, có lẽ chính Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiển linh để giúp đỡ và bảo vệ tất cả chúng sinh. Ấn Quang Đại Sư. Vào tháng 9 năm 1936, cư sĩ Nghiêm Đức Bân đã đến Tô Châu cùng với mẹ của mình là bà Mã Thái và em gái. Việc đầu tiên mà ông ấy đến đây là để quy y Tam Bảo. Ông xem đây là thời điểm thích hợp mình chữa bệnh, trong khi Tây Y lại khuyên Nghiêm Đức Bân nên phẫu thuật. Sau khi gặp mặt ông, Đại sư Ấn Quang đã đưa ra một phương pháp, đó là khuyên ông ấy hãy ăn chay nhiều hơn và thành tâm khấn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong một thời gian dài để tự chữa bệnh. Có lẽ tình hình sẽ khá hơn. Đại sư đưa cho Nghiêm Đức Bân một ly nước lớn và một chai nước, sau đó để ông thiền trong 3 tuần. Nhìn vào biên niên sử của Đại sư Ấn Quang, có thể thấy rất nhiều đệ tử của ông đã vì được chữa lành mà gắn bó với Phật giáo và bước lên con đường tự giải thoát. Đại sư Ấn Quang đã chia sẻ và gieo mầm rất nhiều về nguồn gốc của sự giải thoát. Ông cũng đã cứu được rất nhiều đứa trẻ trong quãng thời gian dài. Một năm nọ, cư sĩ tên Triệu Đức Phú đưa vợ con và bạn bè của mình đến núi ở Tô Châu để đảnh lễ Đại sư Ấn Quang. Khi đó con trai ông mới 7 tuổi, có thể đã bị cảm lạnh trong chuyến hành trình gập ghềnh. Đứa trẻ bị bệnh tật bất ngờ tấn công, bụng đau dữ dội, không chịu nổi. Trùng hợp đây cũng là lúc dịch tả hoành hành. Khi Đại sư Ấn Quang nghe thấy tiếng rên rỉ của đứa trẻ, ông vội sai người khiêng vào trong và rót cho cậu bé một bát nước lớn để uống. Triệu Đức Phú thấy đây là nước lạnh, liền lo lắng rằng sẽ làm bệnh của cậu bé trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, cậu bé lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, vơi lấy cái bát và uống hết nước trong đó. Vừa uống xong, cậu đã nhảy khỏi vòng tay của cha mình và xuống đất bày trò nghịch ngợm. Vài năm sau, con của cư sĩ Triệu Đức Phú lên cấp 2, cũng như những đứa trẻ đang độ tuổi dậy thì khác. Cậu bé bị ảnh hưởng bởi các bạn của mình và gần như quay lưng lại với đức tin Phật giáo. Ban đầu, cha của cậu ấy đã hỏi con mình lý do tại sao vi phạm lời dạy của Đức Phật. Cậu bé bắt đầu trở nên do dự, cho đến khi ông Triệu nhắc lại câu chuyện rằng cậu đã uống một bát nước lạnh từ Đại sư Ấn Quang ở chùa và bệnh đau bụng đã được chữa khỏi ngay lúc ấy. Một ly nước lớn chẳng phải vẫn có tác dụng sao?
Phật Pháp không đáng để cậu tin tưởng hay sao? Trong lòng cậu bé vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh lúc đó. Cậu cũng nhớ rất rõ ân đức oai nghiêm của đại sư và trong lòng tỏ ra vô cùng hối hận. Từ đó về sau, cậu bé trở nên rất tín Phật. Sau khi trưởng thành, cậu đã kết hôn và cùng vợ quy y Phật giáo. Đại sư Ấn Quang nói, có 3 loại bệnh. Một là qua đêm, 2 là nội thương, 3 là ngoại bệnh. 3 bệnh này có thể được chữa khỏi trong một sớm một chiều. Nếu có thể thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ cho kẻ thù và địch thủ, họ sẽ thoát khổ, được an vui, mà người bệnh cũng từ từ khỏi bệnh. Từ trước đến nay, chúng ta không biết đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Giải pháp tốt nhất lúc này là lòng từ bi, bên cạnh việc niệm Phật và hồi hướng. Chúng ta có thể ban phước lành cho chúng sinh và hồi hướng tốt hơn công đức của mình cho họ, giúp họ được hạnh phúc. Đại sư từng nói rằng, ông đã niệm chú đại bi để ban phước cho cốc nước để mẹ ông uống khi đang mắc bệnh. Điều kỳ diệu là bà ấy chỉ uống một lần là khỏi bệnh. Có thể thấy rằng công đức lớn với năng lực tịnh hóa và gia trì thật không thể bàn cãi. Qua những trải nghiệm cá nhân của các vị đại sư, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được sức mạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hy vọng những câu chuyện này có thể giúp ích cho những người đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, củng cố niềm tin của mọi người trên con đường hướng Phật. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.